tiên với cái tóc kiểu này luôn. Mình đi dạo một vòng xong bắt đầu nghe mình kiếm gì mình ăn nha mọi người. Cái màu này nhận, cái này màu xám mọi người. Này blue chứ không phải blue. Cái này không phải là pro. Đẹp mà. Đẹp không? Đẹp mà. iPhone 15 nha cả nhà. Cái một T một gắn nha mọi người. Một T nha mọi người. Một 1.700 hả? 6 mấy gần 1.700 nha mọi người. Còn mấy cái giỏ này. Con ơi mình mua cái giỏ nào con? Mua cái giỏ là đi mình bỏ vào nha mọi người. Màu hồng hả? Cái màu trắng trong màu hồng hả? Có cái màu trắng hả? Có màu trắng mà. Tí nữa mình lấy cái vỏ màu trắng rồi. Hey Siri, bỏ bự lên. Hay hơi nhiều. No, shush. That's not nice. Ờ, thấy chưa? Hey Siri. Màu trắng nè. Màu đen, màu vàng, màu xanh. $99. Là cái nhỏ đó hả? Còn cái bự này là cái này nè. Oh my god. Con nó ngã xuống. Cái bự là $299. Là gần 300. Yes. Dễ thương mọi người, giờ hát là êm tai lắm á. Chứ nói gì hát rồi. Con chọn bài hát được mà. Người ta tư vấn mình mua cái iPhone á. Mà nãy giờ chưa xong rồi. Bao lâu ta? Còn rửa rồi, còn hết rồi. Biết không? Đó. Đó, bây giờ nó xuống. Còn mấy cái máy nè. Oh. Mặt kia, mặt kia. Hai ông có bắt đầu mở xong một bài coi để chơi game. No, I have a movie. I need to probably do the software. Yeah. Okay. And see, and when I hook you, I'll bring you back. You can set up for myself. Camera from there, you scan them. Camera out here. But yeah. Được chưa? Đang chạy á. Đang chạy. Giờ đang chạy mọi người. Vâng. Maybe later. Maybe later? Yeah, later. Yeah. So set up later. Okay. 5 minutes to 6 minutes. It's chill, no 1 minute more. Wait, can I tell him 4 minutes, can I 6 minutes? Stop chưa? No, xong rồi. Yes. Đấy. 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 Góc nào? Đây nhìn này, trong đứng chỗ cái nào có hết mấy mình. Đang restart lại. Để tắt lại này xong. Mua cái 15, cái view của nó là 1.700. 5593. Phục giạc luôn á. Cái phục giạc 19 đồng cộng vô đây luôn á thành là 1.700 mọi người. Cái dây chạc này thì có nhưng cục chạc phải mua rời. Chạc phải mua riêng nha mọi người. Sao mọi người hả? Phải chờ bao nhiêu giây hả? Chờ
Wow, có còn hộp hộp kìa. Mặt 50 đô hả? Mặt 39 đồng. Mặt 39 đồng cộng với cái vỏ nữa. Này cái 107. Cái này 1900 nha cả nhà. Chưa mua hả? Mua rồi á. Đến tiền rồi. Chị không thích, chị có 2 tuần chị được không? Rồi xong. Đẹp đó nữa. Rồi cảm ơn. Rồi xong. Bây giờ vô trong này kiếm chị ăn nha cả nhà. Mua điện thoại xong rồi giờ đang cầm cái điện thoại mình quay thử. Nó sáng trơn mà vô này kiếm gì ở trong ho này, cái khu vực này là khu vực ăn uống tự do cho nên người ta cứ đi mua vô mấy cái quầy bên trong thì người ta mua ra là toàn ngồi ăn rất là đông nha cả nhà. Thì nhà mình đi kiếm cái món gì để mua ăn, chờ để lấy gói cơm. Rau là cái nào đây hả? En, pep, ok. Lên đây ngồi ăn nó thốn hơn nè. Lên đây hết hả? Mời mọi người ăn nha. Cái nước của mẹ hả? Đó là cái gì vậy? Mountain Dew. Mountain Dew. Sprite hả? Không có Sprite, Mountain Dew. Là cái gì? Là nước Mountain Dew, uống ngay biết. Tên nó là Mountain Dew. Kỳ cục dữ. Tên gì lạ vậy? Ngồi đi uống trước đi. Ngon bánh thịt. Not close to Sprite. It tastes kind of like Sprite. Thì xuống cái cửa hàng thao mọi người. Bưng lên mày coi cái đồ anh đẹp không? Con xách lên coi. Xách bên dưới lên coi sao nó nhỏ quá, sao con ngồi vừa. Nhỏ. Cái này hình tam giác mọi người. Cái này trượt ngon nè. Trượt nó không xoay vòng. Trong này mấy cái áo bán áo ấm nè. Ấm này ấm lắm luôn á. Áo tắm áo ngủ mà kiểu như dày lắm mọi người, áo đông á, hai lớp nha, món đồ thể thao đồ mùa đông. Áo ngủ ngất trời luôn, quần đồ đây đồ Noel nè, dạ thương không? Cái đồ một vàng 209 đẹp quá ha, một vàng á. Vậy để mình chơi tuyết là nó không bị nước nó vào cả nha. Nó không bị nước nó thấm vô trong á. 29 đô. Cái lốt trong đế giày á. Nó êm nè. Kìa 165 đô một vàng, vàng này đẹp nè. Nón này chăm biết không, không có nón nào cho người lớn mà có cái vai gì hết trơn. Mình thích cái vai này nè. Cho nó ấm. Khu này khu em bé nè. Bao tay nè. Có cái ủng luôn lội xuống nước á. Tôi bụng luôn á. Đúng rồi, mặc đồ đã đi câu á. Thôi vô trong này dạo đảng vòng rồi đi giờ đi ra mọi người. Thì cái gì cũng mắc hết mà, không có cái nào mình mà cần mua bây giờ hết luôn á. Tạm biệt cái cửa hàng luôn mọi người, đi ra nha cả nhà. Hôm nay đi dạo một vòng mua cái iPhone với ăn trưa. Xong rồi dạo cái thể thao xem thử chợ thể thao. Xem thử nó có bán những cái món gì mà mùa đông mình cần không á, để mình mua mình dùng cho cái mùa đông tới này mọi người. Giờ đang vào mùa đông rồi, mình dạo mình mua cái gì cần thì mình mua. Ra ngồi bãi xe nha mọi người. Ngồi trời giờ cũng còn nắng mọi người. Giờ là 6 giờ chiều hả? 5 giờ 6 giờ chiều gì đó. 5 giờ chứ không phải 6 giờ đâu. Đi vô cái cửa hàng đít này là cửa hàng chuyên bán đồ thể thao mọi người. Mình đi dạo một vòng xem trong cái cửa hàng này nó bán những gì nha cả nhà. Thôi mời cả nhà đi tham quan cùng gia đình mình nha. Let's go mọi người. Vào trong nha mọi người. Vô cửa hàng này mình dạo mình mua một vài món. Quá trời vậy.
dày cắt lọn luôn nha cả nhà. Vô có dày nha mọi người. Ở đây này trên đó bán nè bạn. Cũng trăm sáu mấy đồng một đôi. Nhẹ lắm cả nhà. Nhẹ tên à. Cái hãng này nhẹ lắm luôn. Nam nữ gì có hết. Khu này khu nữ mọi người. Nai. Trắng tím này dễ thương nè. 134. Trắng tím này dễ thương ha. Màu xanh này nhu ghê sợ. 179. Văn rút nè. Ở này có 39 đồng đôi. Hồi bữa kia mua con mắt quá chút. Đúng không? Đúng, đúng đó. Đôi đỏ đó Noel đó. Đúng không? Đôi đỏ đó là Noel luôn á. Đủ các màu mọi người. Màu trắng nó rực rỡ chứ con. Quần. Quần đây mặc mùa đông. À mặc mùa hè nè. Trời ơi. Trong rỗng trong khiên. Ủa mẫu đây mẫu gì đây? Để làm gì vậy? Đá banh. Ủa đá banh hả? Chứ không phải tuyết hả? Gia đình nè. Chứ không phải tuyết hả? Lên trên lầu nha cả nhà. Lên trên lầu xem trên lầu nó bán gì. Làm sao cũng bán quần áo không vậy trời. Sao thấy toàn quần áo không vậy nè. Đây. Dụng cụ thể thao nằm bên hướng bên này. Bên này xem nha cả nhà. What? You work here? Do you work here? No, no. I'm sorry. Khu vực này bán đồ nè, đồ tập thể dục nè, nhưng mà mình không biết á, khu này bán đồ của mình nữa. Mấy cái máy chạy mọi người, máy chạy nè, khu vực bán đồ gym, tập gym, mình đọc tiếng Anh tiếng U mình mệt quá, không có rành tiếng Anh tiếng U đọc không giống ai hết trơn trời. Tập gym hả? Nói đại chung thôi bà con. Dùng cuộc xe đạp quá trời xe đạp nè. Xe đạp vậy mắc lắm nha mọi người. Chiếc xe này mà 2.000 nè. Ghê hồn chưa. Xe đạp ở đây vậy chứ mắc lắm á. Mấy chiếc kia 500-600 đô kìa. Xe đạp người ta cũng thích đi lắm mùa hè. Mùa hè người ta đạp xe đạp người ta đi. Đi bộ, đi dạo bộ trong mấy cái khu rừng vườn rồi nó hay có cái chỗ mình đi đạp xe đạp cho nên họ hay mua xe đạp họ đi. Đi ra đi về tính tiền đi về mọi người. Đi ra tính tiền đi về luôn nha cả nhà. Không có tìm được cái gì mình thích hết. 150 đô mọi người. Lấy cái áo này cho bạn Bum. Cái vùng này vùng tuyết á mọi người. Ra ngoài tuyết cho khỏi ướt á. No ben á. Cái này 59 là 60 mọi người. Mua này 60. Mình cũng lấy thêm cái nữa. Mình lấy cái này giá cũng nhiều. À cũng 59 60 luôn. Đồng giá luôn. Mua vô trong này mua được 3 cái đồ này thôi mọi người. Không mua được gì thêm. Quên. Xuống dưới kia tên tiền. Đi trời, đếm một con đi cho nó không dám đi. Mình nãy giờ mình ở trên lầu, còn đây dưới lầu mọi người. Cửa hàng này là ở dưới lầu nè. Dưới lầu nó bán bao nhiêu đồ này nè. Mình tìm cái lát vòng mình tìm không có. Ba lấy cái hộp ba đây xót dài cho nó ấm xong đi về mọi người. Về nha mọi người. Ra tính tiền xong rồi đi về. Cuối cùng không có buồn ghê. Bye bye luôn nha cả nhà.
Ờ, giỏ nó đẹp á. Giỏ kiểu gì lẹ không ha? Mang đứng á. Mình xéo. Mình xéo á, đứng ở trước ngực á. Bộ mang tử coi. Chạy hả? Không, mang xéo lên. Màu nào? Thích màu nào? Màu đen trắng, màu trắng nó đẹp hơn. Ôi, bye luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye luôn nha mọi người.